Mặc định thì mọi class đều có một hàm khởi tạo public không có tâm số, kể cả abstract class. Nếu mà chúng ta khai báo một hàm khởi tạo trong Java thì ngay lập tức Java sẽ loại bỏ cái hàm khởi tạo mặc định này. Các vấn đề về hàm khởi tạo rất quan trọng vì nó liên quan đến các việc tạo ra các object. Có rất nhiều câu hỏi phỏng vấn và bài trắc nghiệm xoay quanh các constructor. Các bạn cần nắm được những quy tắc này để giải quyết các câu hỏi đó cũng như trong thực hành.